Chào mừng mọi người đã đến với buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay, thứ ba, ngày 19 tháng 11 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, đăng ký để ủng hộ cho kênh. Giải 8 Bến Tre 45, giải 8 Vũng Tàu 59, giải 8 Bạc Liêu 58, và bao gồm các giải 7, giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục theo dõi buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay. Thank you.
Giải đặc biệt Bến Tre 065-380, giải đặc biệt Vũng Tàu 760-861, giải đặc biệt Bạc Liêu 821-627. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại trong những buổi quay thử xổ số miền Nam lần sau.